Lịch thi đấu U22 Việt Nam, Uzbekistan mới nhất hôm nay, phải chiến thắng chính mình. 14:30 hôm nay ngày 7 tháng 9, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Uzbekistan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2024. Ở trận ra quân cách đây ít ngày, đội U22 Việt Nam đã tạo ra thế trận tốt trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Những cầu thủ chơi nổi bật không ai khác chính là các nhân tố đã khẳng định được khả năng trước đây và có kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Sơn. Tuy nhiên, việc phung phí nhiều cơ hội khiến U22 Việt Nam nếm trái đắng khi để thủng lưới ở phút 90 và thua chung cuộc 1-2 trước U22 Trung Quốc. Thái Sơn, 19, sẽ trưởng thành hơn khi được rèn luyện qua những giải đấu quốc tế, những trận đấu đầu tiên luôn khó chơi, đặc biệt là đối với các tập thể trẻ chưa có sự ổn định cao. Thất bại ở ngày ra quân sẽ giúp U22 Việt Nam rút ra nhiều bài học trước khi bước vào mạng đối đầu được dự báo khó khăn hơn rất nhiều. Không cần phải bàn cãi về chất lượng của U22 Uzbekistan, khi các đội bóng trẻ của quốc gia Trung Á này được đánh giá rất cao và luôn là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở các giải đấu tầm châu lục. Ở trận đầu tiên của CFA Team China 2024, U22 Uzbekistan đã thắng U22 Malaysia với tỷ số 2-0. Đối thủ mạnh, nhưng không phải là không có cơ hội cho U22 Việt Nam ở trận so tài vào chiều nay. Trong lần gần nhất gặp nhau, tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam thua 0-3 trước Uzbekistan. Tuy nhiên, ở giải giao hữu tại Trung Quốc lần này, U22 Uzbekistan không có lực lượng mạnh nhất khi hầu hết thành viên là các nhân tố mới. Những cầu thủ còn đủ tuổi dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, nổi bật là thần đồng Aboubek Feyzullah, sinh năm 2003, hiện khoác áo đội tuyển Uzbekistan tranh tài ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Nên vắng mặt trong thành phần U22 Uzbekistan. Do đó, U22 Việt Nam với nhiều nhân tố giàu kinh nghiệm, cần phải tự chiến thắng chính mình. Để nuôi hy vọng tạo bất ngờ trước đội bóng Trung Á, U22 Uzbekistan được đánh giá mạnh hơn U22 Trung Quốc, nên U22 Việt Nam sẽ không có nhiều không gian và thời gian để xử lý các tình huống phối hợp trên sân. Trước áp lực cực lớn, các quyết định cần được đưa ra nhanh và chính xác hơn, đặc biệt ở khu trung tuyến do Thái Sơn và Đức Việt quán xuyến. Quan trọng nhất, hàng tấn công của U22 Việt Nam cần tận dụng triệt để cơ hội, trong bối cảnh những tình huống uy hiếp khung thành đối phương sẽ không còn xuất hiện nhiều như trận gặp chủ nhà Trung Quốc. Ngoài ra, những pha bóng xuống biên nhanh có khả năng gây đột biến cao của cầu thủ chạy cánh như Hà Châu Phi cũng cần được phát huy.